tự làm được cái bài tập của mình. Như vậy đối với lại cái bài lab 1 này, nếu như mà chúng ta không cần code, chúng ta chưa coi đến cái phần mà kiểm tra bấm phím mà là kiểm tra xử lý sự kiện gì, chúng ta chỉ làm giao diện thôi, thì chúng ta sẽ cần là một cái label, ba cái checkbox và một label ở dưới. Như vậy giao diện này khá là đơn giản, khá đơn giản. Nhưng cái phần code ở trên này các bạn nhìn vào khá là phức tạp. Vậy đối với lại cái bài code này, nhà trường đang hướng các bạn đến mô hình xử lý của chúng ta là MVC. M là model, là có một cái phương thức để xử lý. V là view. Như vậy cái view hiện nay của chúng ta là chúng ta đang xây dựng cái view ở đây. Xây dựng cái view ở đây là của console. Chúng ta sẽ sử dụng cái application for desktop để chúng ta hiển thị ngay trên máy. Sau này có thể các bạn sẽ đổi cái view này bằng HTML, CSS, bằng Bootstrap, bằng các cái ngôn ngữ để mà xây dựng giao diện khác. Như vậy mình tách rời ra. Khi mà các bạn viết một ứng dụng thì các bạn tách rời ra, thì các bạn sẽ dễ quản lý được code và dễ phát triển code. Cho nên cái bài này các bạn nhìn thì cái kết quả của mình nó khá là đơn giản, nhưng mà code thì phức tạp. Như vậy tại sao phức tạp như vậy? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tạo một cái class là Screen Control Demo. Như vậy đối với lại cái class này của chúng ta thì các bạn có thể để ở trong cái sọt của các bạn á, hôm trước mình làm, các bạn có thể là tạo new một cái package lab 1, khá đơn giản thôi các bạn nhé. Để thầy rename cái, tại vì nó đang tiếng Việt. Xin lỗi thầy, thầy để cái tên nó không hợp lý, tại vì nó lab 1 nó đã có rồi, delete luôn đi. Tại vì cái chữ lab nó để chữ L hoa phía trước kỳ lắm, L thường phía trước. Lab 1. Rồi, trong bài lab 1 này các bạn có thể là để theo cái này luôn, là Screen Control Demo, để khi mà nó tạo ra cái class á thì nó đúng cái tên này luôn. Chứ nếu như các bạn đặt bài 1 thì ở chỗ này nó ra chữ bài 1. Được chưa? Như vậy thì mình sử dụng luôn cái tên này, new một cái class mới. Class hoàn toàn ha, không có liên quan gì đến frame ở đây hết. Mình new một cái class thông thường thôi. Đặt cái tên ở đây, Screen Control Demo. Và thầy khuyến nghị các bạn đổi lại chữ demo phía trước. Tại vì sao? Tại vì khi mà cái từ screen này nè, nó có thể là một cái từ khóa, tức là một cái class có sẵn ở trong Java rồi, thì khi mà chúng ta gõ screen, chúng ta control space cái là nó bị nhầm giữa cái đã có và cái mình định nghĩa. Cho nên mình gõ chữ demo phía trước nó sẽ hay hơn. Mình gõ demo thì trong cái project đó chỉ có một vài cái của mình thôi, nó không liên quan gì đến cái gì đã có của Java, thì nó rất là hay ở chỗ này. Demo screen control. Và trong cái phần này thì việc chúng ta viết đầu tiên là chúng ta viết cái gì? Cái mà chúng ta viết đầu tiên theo cái code này thì chúng ta viết cái gì? Vậy ở đây hôm trước mình đã tạo là một cái frame, thì mình chỉ là new frame là chữ F thôi. Còn bây giờ người ta đặt tên rõ ràng luôn, nhìn cho nó dễ. Và cái frame này các bạn còn nhớ là private là gì? Khi nào thì dùng private? Cái việc này nó có quan trọng không? Rất quan trọng trong viết code. Vậy khi nào là protected? Khi nào là public? Khi nào là default? Đúng chưa? Như vậy thì nếu như những cái gì mà các bạn muốn cho tất cả mọi người đều nhìn thấy ở bất kỳ đâu thì các bạn để public. Còn private là chỉ nhìn thấy trong cái class này thôi. Còn protected thì sao nào?
cho phép gì? Cho phép kế thừa. Ha, mấy cái đó các bạn chú ý giúp thầy. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tạo ra từ từ, đừng có tạo nhiều. Chúng ta tạo ra một cái frame là mainframe ở ngay trong cái class này, chưa có gì hết. Như vậy chúng ta sẽ private reframe. Và các bạn chọn là thầy để hai bên đi cho nó dễ copy. Rồi. Reframe và mình để là mainframe. Cái đầu tiên. Cái thứ hai, tí nữa mình sẽ tính tiếp. Và mình sẽ có một cái chính public ở đây của cái phần main để nó chạy trực tiếp trong class này. Sau này khi mà các bạn xây dựng một ứng dụng thì ứng với mỗi frame thì thường là nó không có main. Trong dự án nó chỉ có một main duy nhất thôi. Còn tại vì sao bây giờ mình tạo main ở đây là lý do là tí nữa mình kiểm tra ngay trên cái class này luôn. Còn sau này thì các bạn viết gần như không có main. Main nó chỉ có một chỗ duy nhất trong process. Như vậy trong phần main này người ta đang cho các bạn tạo cái gì? Thứ nhất là gọi lại chính cái class này, screen control và new screen control demo ở đây, tạo chính lại cái class này để thực thi. Và ở trong này, trong cái main này của chúng ta không thấy chỗ nào là visit set visible để hiển thị cả. Vậy cái lệnh đó nó nằm ở đâu? Nó nằm trong phần giao diện, nằm trong phần giao diện của chúng ta đây, set visible ở đây. Như vậy thì cái đoạn code của các bạn, các bạn sẽ viết giúp cho thầy một cái phương thức dùng để xây dựng giao diện. Phương thức để xây dựng giao diện. Vậy ở đây chúng ta sẽ viết cái phương thức để xây dựng giao diện. Private. Giao diện thì không cần trả về phương thức này, xây dựng giao diện. Trong phương thức này chúng ta có thể là sẽ sử dụng một số cái class để tạo các cái component ở bên trong, có label, có checkbox. Đó là hai cái mà chúng ta sử dụng trong cái bài này. Như vậy trước tiên các bạn sẽ dùng cái mainframe mà mình mới tạo hồi nãy bằng new reframe và đặt cái tên cho nó. Đặt cái tên ở đây là ví dụ Java Screen. Rồi, mình làm cái lệnh khá là đơn giản thôi. Ví dụ về Java Screen. Rồi, set size, set layout. Người ta đang set layout cho các bạn là 3:1. 3 gì ta? Git layout. 3. 3 dòng, dòng trước cột sau. Thì chỗ này chúng ta sẽ dùng cái mainframe này. .set size. Kích thước người ta mong muốn là 400x400. Rồi tiếp tục main của chúng ta .set layout. Layout bữa hôm trước chúng ta đã có làm qua cái layout, git layout rồi. Git layout chứ không phải là git path ha, git path là khác nữa. Chỗ này chúng ta sẽ sử dụng là 4:1, 3:1, 3:1. Tại sao là 3:1? Tại vì kết quả của chúng ta 1 dòng, 2 dòng, 3 dòng là chúng ta sử dụng cái layout 3:1.
Rồi một cái nữa là window listen, để sau đi ha, để sau. Rồi phần này để sau đi, chúng ta sẽ xuống đến cái lệnh là mainframe.setVisible luôn, mainframe.setVisible true. Đó là cái giao diện cơ bản chúng ta tạo ra đối với lại một bài tập liên quan đến frame. Các bạn code đến đây trước đi đã. Đó, cực kỳ cơ bản. Và người ta sẽ tạo ra một cái hàm khởi tạo cho cái class này, constructor không tham số. Và người ta gọi chính cái hàm xây dựng giao diện ở trên này. Đó, cái cách người ta viết là như vậy. Người ta gọi cái hàm, khi gọi phương thức khởi tạo thì nó gọi cái hàm để tạo giao diện. Và bây giờ trong main, main của chúng ta, chúng ta sẽ sử dụng demo, demo của chúng ta, demo screen control. Và chúng ta tạo ra cái biến demo screen control bằng new demo screen control của lab 1. Hết, không làm gì nữa hết. Chỉ có vậy thôi. Như vậy thì các bạn vào, các bạn làm chừng đây code chạy thử. Rồi, chạy được chưa? Bây giờ mình muốn nó ra giữa thì sao? À, set cái local cho nó, set vị trí cho nó. Vậy mình set ở đâu? À, ở dòng số. Dòng số 29 ha. Mình set ở đây, set trước cái visible nha. Mình phải set trước. Cái lệnh này là để cuối cùng. Cái lệnh mà hiển thị này luôn luôn để cuối cùng. Mình sẽ set trước ở đây. Mình dùng mainframe.setLocation luôn. Còn gì cần phải set thêm không? À, do mình đóng rồi nhưng mà 2-3 ứng dụng ở dưới này nó vẫn đang chạy nè. Đó, là do mình chưa có đóng ứng dụng, mình chỉ mới đóng giao diện thôi. Hiện nay là mình chỉ mới đóng giao diện chứ mình chưa đóng cái process của nó. Vậy chỗ này thì mainframe của mình sẽ làm gì? Set default, default close. Và chỗ này mình dùng là reframe chấm, các bạn gõ chữ close, reframe, bạn chọn cái exit close, exit on close. Như vậy ứng dụng của mình chạy lại, đóng, tiến trình biến mất. Như vậy đối với lại một cái frame, với một cái bài tập, thì các bạn cứ làm chừng đây lệnh trước nghĩ lại, còn cái gì tính sau. Được không? Tiếp tục. Ở trong cái dòng đầu tiên, cái dòng đầu tiên của cái panel đó, mình thêm cái gì vào? Mình thêm một cái label vào ha. Mình thêm một cái label vào. Mình thêm cái label này, nó có cái chữ ở đây, control in action, control in action checkbox. Rồi tí nữa mình sẽ checkbox cái gì. Như vậy ở trong này chúng ta sẽ tạo thêm một cái, ở đây chúng ta tạo thêm chỗ này, hit label tức là cái đầu, status label là cái trạng thái, người ta muốn đặt tên vậy thôi, còn mình muốn đặt tên khác cũng được. Được không? Như vậy thì chấm bài ha, chúng ta show luôn. Ví dụ thầy hỏi là cái hit label này dùng để làm gì? Nó hiển thị ở đâu trong cái form này?
Đôi khi các bạn code được nhưng mà các bạn không hiểu là nó đang nằm ở đâu, mục đích của mình là làm gì. Như vậy khi mà các bạn hiểu code thì các bạn biết à, cái hit label là mục đích là mình để hiển thị cái chữ này nè, đây đây là hit label, đây là status label đó. Như vậy khi mà các bạn hiểu cặn kẽ như vậy á thì ứng với một cái ứng dụng mới nào đó khác, các bạn sẽ chủ động viết được chứ không cần phải nhìn lại code. Và cái đó là cái mà nhà trường kỳ vọng ở các bạn. Như vậy thì những cái component mà mình làm á thì người ta cũng khai báo ở trên này luôn. Vậy mình cũng tập khai báo ở trên luôn, biến toàn cục. Những cái mà chúng ta cần ở đây, chúng ta khai báo biến toàn cục luôn. Sau khi copy paste nhớ control, à, xin lỗi anh ta nó shift F dùm cho thầy cho nó sửa cái định dạng lại. Tại vì sao mình copy vô nó lỗi? Tại vì à phông chữ nó khác là do nó lỗi. Vậy ở đây mình có thể xem tại sao nó lỗi. Tại sao nó lỗi đây? Cannot find symbol label, relabel, nó không hiểu. Làm sao cho nó hiểu? À, nó bảo là Internet Enter để thêm gợi ý của nó đây. Import vào ha, import vào. Như vậy sau khi mình import vào thì cái label là nó hết nè. Tương tự như vậy đối với lại cái panel cũng vậy, Control Space cũng được. Được không? Một là các bạn click chuột vô phía trước, hai là các bạn Control Space thì nó cũng import cho các bạn ở phía trên này. Nhớ ha, này là kỹ năng copy paste nha. Chứ không bạn mình cho mình copy vô nó không chạy rối lên. Sau khi mình có xong thì ở dưới cái phần giao diện chính mình lại làm thêm phần gì? Trong này người ta đang cho các bạn là mainframe as window listen. Khi đóng thì làm gì? Chỗ này là khi đóng thì làm gì? Chỗ này từ từ tính. Tại vì cái này nó xử lý sự kiện. Ví dụ trong đề người ta yêu cầu các bạn là khi đóng form thì lưu dữ liệu. Các bạn xài Word đúng không? Hoặc là ví dụ như bây giờ mình xài Notepad đi. Mình xài Notepad. Đây, ví dụ như vậy. Mình gõ mấy chữ. Đóng lại. Nó hỏi gì? Hỏi có lưu không? Thì cái này nó xử lý sự kiện ở cái phương thức mà hồi nãy thầy bôi đen các bạn đó. Đó là cái phương thức này. Phương thức này nè. Khi cái frame này đóng thì làm gì? Đó, cái phương thức này trong code của bạn. Add window listen new window adapter. Rồi, cái sự kiện của chúng ta là window closing, là khi mà cái giao diện này đóng thì làm gì? Thì thoát. Mình đã thay thế cái này bằng lệnh gì? Set default close. Nếu như mình dùng cái kia thì không dùng cái này. Còn nếu dùng cái này thì không cần dùng cái phương thức là set default close. Tùy mình dùng ha. Cái này thì nó hay hơn. Cái này thì nó hay hơn là nó có thể chi tiết cái code bên trong khi đóng thì làm gì. Giống như hồi nãy thầy nói đối với lại cái Notepad. Nếu như các bạn đóng thì nó hỏi có lưu không? Nếu bấm Z thì nó hỏi lưu ở đâu? Không thì bỏ. Cancel thì sao? À, cancel là hủy cái lệnh này. Hủy cái lệnh close. Rồi, ok. Như vậy, chúng ta có thể bằng lệnh này hoặc cái này tương đương nhau. Tùy theo mục đích. Tại vì thầy không muốn các bạn rối cái đoạn code này thì mình vẫn sử dụng cái cũ, vẫn đáp ứng được yêu cầu.
Vì một trong hai trường hợp, nếu các bạn code theo bài thì thầy hỏi cái đoạn này làm gì? Nếu các bạn code theo thầy, thầy hỏi sao không code cái này? Đúng không? Bởi vì thầy nói là code chạy chưa chắc có điểm, code hiểu thì mới có điểm. Thành ra các bạn code kiểu gì cũng được hết á, code sao cũng được, các bạn copy trên mạng cũng được luôn. Bán code, mua code, bỏ ra mấy ly cà phê mua code cũng được luôn. Nhưng mà đến lúc mà thầy hỏi mà không biết vẫn fail như thường. Cho nên tốt nhất đừng bỏ cà phê. Đừng nên ha. Tốt nhất là không nên. Bởi vì học với thầy Bình, các bạn có mua code chạy fix 100% vẫn không điểm là như thường. Cho nên hiểu code mới quan trọng. Viết ít thôi, hiểu dùm cho thầy trước. Còn viết nhiều quá mà không hiểu gì hết thì điểm cũng không có. Rồi, mình giải quyết xong. Bây giờ người ta sẽ cho hit level, sẽ bằng new cái level. Cái này chúng ta quen rồi nè. Như vậy mình sẽ hit level của mình sẽ bằng new g level. Và trong này người ta đang đưa thêm cái gì vào đây? Hôm trước là thầy đưa cho các bạn là nguyên cái chữ mà mình muốn hiển thị. Còn bây giờ là người ta new mà người ta sẽ cho cái gì? Đây, cái nội dung hiển thị nè, không có gì. Sau đó người ta để là G-Label Center, là mục đích để làm gì? Canh giữa. Như vậy bạn cần phải rõ chỗ này thì mình làm nó dễ nè. Các bạn nhấn Control Space. Cái gì đây? Có bao giờ dừng lại để đọc cái này chưa? Hay chỉ gõ theo thôi? Java 123, 12 luôn. Có bao giờ dừng lại để nhìn cái này chưa? Cái này rất quan trọng và rất hay. Các bạn sẽ nhìn giúp cho thầy. Đây, relabel nếu như không có tham số. G-Label có tham số là đưa nó một cái icon, tức là mình sẽ đưa cái biểu tượng vào, thì thay vì nó hiện chữ thì nó hiện một cái icon. Mình đưa vào một cái chuỗi là mình đã từng làm. Mình đưa vào một cái icon và một cái kênh lề align, tay chỉ đứng, tay chỉ ngang. Và mình đưa vào một cái chuỗi, một biểu tượng và kênh lề. Kênh lề đứng, kênh lề ngang. Đó, như vậy thì ở trong này nó có rất nhiều cái phương thức mà các bạn có thể dùng khi khởi tạo, khi khởi tạo một cái label. Thì ở chỗ này các bạn chú ý dùm cho thầy. Và cái mà chúng ta đang dùng là cái này, một cái chuỗi và một cái kênh lề align, kênh lề theo chiều ngang giữa, trái, phải. Và nó đến một cái bài mà các bạn viết cái máy tính á, máy tính bỏ túi á, thì thường cái test của chúng ta là nó nằm ở đâu? Nằm bên trái. Mà cái máy tính của chúng ta kết quả thì thường chúng ta hiện bên phải. Ví dụ 1 cộng 2 bằng 3 thì 3 nó sẽ hiện bên phải cái label của mình. Yeah. Thì mình canh lệ right. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ đưa vô đây chuỗi rỗng phải re label chấm center, g label chấm center. Như vậy cái đoạn test của chúng ta nó sẽ hiển thị ở giữa, và ở dưới này chúng ta sẽ status label tương tự như vậy, cũng canh giữa luôn. Xong ha. Bây giờ tiếp nè. Các bạn hôm qua, hôm trước có hỏi thầy kích thước các đối tượng con bên trong và vị trí các đối tượng con bên trong. Thì đây, đối tượng của component status label set size. Kích thước tí nữa mình cứ làm, rồi tí nữa mình cho nó command đi, mình chạy lại, mình xem thì nó có vấn đề gì không. Chỗ này chúng ta sẽ status
label.setSize. Đối với lại một đối tượng thì đối tượng nào nó cũng có size, giống như là form setSize 100. Và chúng ta có thêm một cái nữa là control panel ha. Control panel của mình nó sẽ là new control panel và set là floor layout. Control panel là ở đây, tức là cái chính á, cái ở giữa đó, cái control panel để nó chứa cái này các bạn, cái panel để nó chứa cái này nè. Ở trên là một label, ở dưới là một label, ở giữa mình thấy có ba đối tượng không, ba checkbox nè, ba checkbox. Mà cái giao diện của mình để là mấy, giao diện của mình hồi nãy mình để là mấy dòng mấy cột, à có ba dòng thôi. Mà ở đây nó yêu cầu gì, một đối tượng 2 3 4 5. Cái giao diện của mình để có ba dòng mà tổng cộng của mình đến 5 đối tượng, làm sao bỏ vô ba dòng được. Cho nên ở trên này nó là một cái re label, ở dưới này là một cái re label, ở giữa này à re một cái panel. Thì trong cái panel này nó sẽ chứa ba cái checkbox đó, nó giống y chang như là HTML không? Không, một cái khối chia ra ba khối con, rồi trong cái khối con này nó có ba khối con nữa, mình quản trị bằng div, còn qua đây thì mình quản trị bằng cái panel. Rồi qua đây chúng ta sẽ quản trị nó bằng bằng panel. Chỗ này sau khi mà chúng ta đã set size, thì chỗ này cái panel của chúng ta để panel control panel. Nhầm phím. Tại vì cái máy này cái phím tắt nguồn và cái phím xóa nó gần nhau, rất là nguy hiểm. Bằng new G panel. Và các bạn chú ý nè, đối với lại cái panel này, mặc dù là chúng ta chưa học đến layout, nhưng mà người ta cấy dần dần vào nè. Layout của cái frame chính hồi nãy là người ta để là git layout, còn cái layout này người ta để là floor layout. Nó có giống HTML không ta? Hình như giống. Floor layout là trải thẳng. Còn bữa hôm trước mình không dùng layout thì nó làm sao? Nó đẩy từ trên xuống. Mình cứ thêm đối tượng là nó thêm xuống dưới, thêm đối tượng nó thêm xuống dưới, thêm đối tượng nó thêm xuống dưới. Còn bây giờ mình muốn cho nó trải ngang ra thì mình dùng cái layout là floor layout. Tiếp cận dần dần ha. Có bạn nào mà đã code bài này ở nhà chưa? Cứ mình dạng đi. Code chưa? Rồi. Và bây giờ nhìn lại chỗ này thấy trôi chảy không? Hay là bây giờ mới vỡ ra? Bây giờ mới vỡ ra là tại sao là floor layout. Và chỗ này chúng ta sẽ new một cái floor layout. Rồi, tí nữa chúng ta sẽ bỏ cái floor layout này, các bạn sẽ thấy được cái vấn đề của nó. Rồi xuống dưới thì chúng ta đưa cái hit vào, đưa cái control panel vào, đưa cái status vào. Mình có được ba đối tượng rồi đó. Như vậy chỗ này mình sẽ lấy cái mainframe chấm add cái gì? Add cái hit vào. Thứ nhất. Rồi cái mainframe này chúng ta sẽ add cái control panel vào. Và mainframe chúng ta sẽ add cái status vào. Rồi chạy lại thử coi. Đố các bạn, đến giờ này mình chạy nó có gì khác
lúc nãy không? Khác sao? Tại sao không khác? Có rồi đấy. Nhưng mà thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Cái label này nè, đâu có chữ. Ví dụ chỗ này thầy ghi A, B, C. Chỗ này thầy ghi 1, 2, 3. Chạy lại. Thấy chưa? Thấy. Còn do hồi nãy mình để nó là rỗng thì nó không thấy. Cho nên đó cũng là một câu hỏi. Phải không? Rất nhiều thứ mà khi mà các bạn control được code là thầy hỏi gì em trả lời đó, yên tâm. Còn nếu mà mình không control được thì tất nhiên các bạn không biết tại sao. Rồi, như vậy là phần giao diện mình đã làm xong. Và người ta viết thêm một cái phương thức để xử lý cái này nè, show checkbox. Cái này nó thuộc về cái C MVC. Mô hình của mình là MVC, Model View Control. Đó. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ viết thêm một cái phương thức nữa để chúng ta xử lý dữ liệu. Và tất nhiên cái phương thức đó nó sẽ nằm ở phía sau cái phần giao diện. Và các bạn sẽ viết cái phương thức Revit. Mở đóng ngoặc. Tại sao mà thầy không copy nguyên C mà thầy chỉ copy từng phần? Tại vì mỗi cái chúng ta sẽ giải thích thêm, chứ còn copy nguyên đoạn code vô chạy thì nó quá đơn giản. Ở đây chúng ta sẽ có một cái là header checkbox. Tạo ra cái header checkbox. Và bây giờ gọi cái phương thức này chạy trước đi đã. Để tí nữa mình đó, chạy trước đi. Show checkbox demo. Show checkbox demo. Rồi ok. Nó phải gọi để cho nó khỏi có bị show checkbox demo. Ok. Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ chạy lên. Rồi nó thêm cái chữ là control in action checkbox. Bởi vì mình mới thêm ở phía dưới này nè. Đây. Tiếp tục mình sẽ thêm cái status luôn đi. Đây, status nó sẽ xử lý sự kiện ở dưới này. Như vậy thì các bạn sẽ tạo ra ba cái nút bằng ba cái checkbox. Final là gì ta? Final là gì vậy? Hằng số. Nó là hằng ha. Hằng. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ tạo ra một cái checkbox ở dạng hằng số. Hằng thôi chứ cũng không gọi là hằng số. Hằng tức là không thay đổi. Chúng ta sẽ sử dụng một cái final re-checkbox. Bạn có thể làm thêm bằng cách là radio box. Là cái nút tròn tròn á. Đó, bạn thay đổi bằng radio box. Checkbox. CHK Apple bằng new re-checkbox Apple. Bỏ ngoài mất rồi. Tương tự như vậy, các bạn sẽ tạo ra thêm hai cái checkbox nữa. Checkbox này ở đây Mango. Rồi chúng ta sẽ sử dụng một cái nữa
P. Ba cái chatbot mới tạo thôi. Bây giờ nếu mà mình chạy lên nó hiển thị chưa? Chưa. Bởi vì các bạn chưa có thêm vào. Chưa có thêm vào thì nó sẽ không nhìn thấy. Đây, thêm ở dưới này nè. Thầy thêm cho nó thấy trước đi ha. Thêm cho nó thấy trước. Chỗ này chúng ta sẽ sử dụng là thêm nó vô control panel, add nó vào chatbot. Thêm ba cái. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ thêm cái Apple. Cái thứ hai là Mango. Cái thứ ba là P. Chạy lại. Đố các bạn tại sao không thấy. Mainframe chưa add panel. Ok. Giống, tốt. Mình sẽ coi thử là mainframe add panel chỗ nào trong này. Mainframe add panel. Code này có không? Hay là thiếu? Mainframe add panel trên này rồi. Có rồi. Nhưng mà tại sao mà không thấy? Tại vì nó chưa có làm mới lại. Tại vì cái phương thức này nè, mình set ở trong cái GUI. Mà GUI là nó chạy từ đầu. Còn đến này, cái này là nó chạy rồi nè. Cái này khi mà bạn gọi cái demo screen control, tức là nó chạy cái phương thức này. Nó chạy ở đây. Nhưng mà đến khi bạn gọi cái này nè, nó không được làm mới lại. Cho nên những cái gì mà mình thêm phía sau á, nó không thấy. Được không? Rồi, cũng là câu hỏi để chấm bài. Đố các bạn hỏi gì? Bạn nào nói thầy nghe một cái là có điểm. Chỗ này chúng ta sẽ là mainframe.setVisible. Chạy lại. Được không? Rồi, ok. Tiếp. Sau khi mình có được cái phần đó rồi, thì bây giờ cái checkbox mà nó kiểm tra, nó lít chuột vào, thì cái status nè, bắt đầu mới làm việc. Còn trước khi mà click thì không có làm gì hết. Vậy, người ta sẽ đưa cái gì vào đây? Thứ nhất là checkbox này set. À, cái này là cho phép các bạn dùng phím nóng, keypress, lắng nghe, sử dụng phím nóng. Phím này phím C, phím M, phím B. À, cho phép các bạn sử dụng set cái ký tự gạch ở dưới á. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng mấy cái này bỏ vô. Bỏ vô đây. Từ từ ha, làm hết sức từ từ. Không có gì vội cả. Tại sao chỗ này lại lỗi nữa đây? Mình chưa có import cái key event này vào. Chưa import vào. Control space key event. Nó import vào xong là nó hết lỗi. Được chưa? Có gì khác không? Bỏ cái này này đi. Có gì khác không? Khác gì? Khác gì? À, như vậy đó là phím nóng. Chúng ta gọi là phím nóng. Vậy ở đây mình có thấy phím nóng gì trên này không? Khi nhấn
antenna FE đây đây mấy cái phim nóng. Ví dụ như là mình muốn thao tác với lại cái menu là refactor, chúng ta nhấn chữ A. Đó, như vậy thì mục đích của chúng ta viết cái đoạn code này là như vậy. Chú ý nha, đây, mở lên lại nè, chạy lại. Có vấn đề gì đó ta? Có vấn đề gì chỗ này không? À, cái Apple không có chữ C, mà mình lấy phím nóng là chữ C. Không. Rồi ví dụ như chữ M đó, thì có, nhưng mà chữ C không có, cho nên nó đâu có hiển thị được. Vậy chỗ này giả sử mình đổi lại thành chữ A. Được không? Có chữ A, có một chữ A. Rồi ok. Xong, tiếp. Gì nữa? Trong này người ta viết gì nữa? Trong đoạn code này của chúng ta, người ta viết sự kiện addAtomListen. Bữa hôm trước là mình add ActionListener cho cái nút. Còn bây giờ là addAtomListen. Đó, hai cái sự kiện có cái tên gọi khác nhau. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ xử lý cho cái chatbot. Chúng ta sẽ có chkapple.add. Chỗ này chúng ta sẽ add item listener. Và nó cũng tương tự là nó để chữ L. L tức là listener. Nếu như muốn thì mình sẽ thêm trực tiếp vô đây. Ở đây là chúng ta xử lý riêng. Còn nếu sau này các bạn code thì các bạn sẽ xử lý chung ba cái này chung với nhau cũng được. Rồi chỗ này mình sẽ new. Hôm trước mình là action listener thì mình new action listener. Còn bây giờ là item listen thì mình new item listen cho nó tương ứng. Nó xử lý đúng sự kiện đó. Như vậy chỗ này các bạn thay cái chữ L này bằng new item listen, item listener. Và khi các bạn tạo cái này control space thì nó sẽ tự động nó thêm cho các bạn, nó thêm cho các bạn khi trạng thái thay đổi thì làm gì. Static channel. Khi trạng thái thay đổi, tức là khi mình lít chuột vô, có lít chuột và không có lít, có check và không có check á, thì làm gì? Được không? À, khi cái đối tượng của mình bị thay đổi. Ví dụ như là các bạn đặt cái thuộc tính này cho label hoặc là text field, thì khi chúng ta gõ phím á, tức là có sự thay đổi, thì chúng ta xử lý việc đó. Thì chúng ta sẽ thêm cái item này đây. Trong này bỏ cái đoạn này đi, control X bỏ dòng lệnh này đi và chúng ta sẽ viết lại. Viết lại cái đoạn code này. Nếu như có sự thay đổi thì chúng ta sẽ lấy trạng thái. Thấy lấy cái label trạng thái thêm chữ vào. Thêm chữ vào. Cộng với gì nữa? Sorry. Thêm chữ vào. Như vậy chỗ này là chúng ta đang viết cho Apple. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ dùng cái status status label.set. Set cái gì ở đây? Chúng ta sẽ set label là gì? Apple chatbot. Apple chatbot. Chúng ta set cái chữ đó. Chatbot, Apple chatbot. Và người ta cộng cái gì đây? Bạn nào giải thích giúp thầy chỗ này coi. Cộng gì đây?
Cái đoạn này là cái gì? Cái này gọi là gì? Cái này, cái biểu thức này gọi là biểu thức gì? Biểu ừ, nghe quen quen rồi đó. Thay vì mình dùng lệnh if, đúng rồi. Được chưa? Chứ đâu không phải là cứ cốt chạy không có quan trọng. Quan trọng là mình hiểu người ta đang dùng gì vậy. Rồi, ok. Như vậy chỗ này là người ta đang dùng gì? Toán tử ba ngồi. Và mình giải thích chỗ này là sao đây? E tức là cái item, even, tức là cái checkbox apple á. Cái E này nè, trong sự kiện này, trong cái đoạn code này nè, tức là cái checkbox apple này nè, là chữ E này nè. Vậy người ta mới nói nè, cái trạng thái của cái checkbox này nếu bằng 1 thì trả về cái chuỗi là checked, còn không thì trả về cái chuỗi là unchecked. Là mình phải giải thích được cái đoạn này ha. E này là gì? E này là cái này. E là một cái biến đại diện, nhưng mà tại thời điểm này nó là checkbox apple. Nếu trong trường hợp mà checkbox apple mà được chọn thì trả về cái chuỗi là checked, còn nếu không thì trả về cái này. Giải thích được không? À, như vậy chỗ này chúng ta sẽ cộng thêm cái này vào. Nếu trong trường hợp và cộng thì để xuống dưới cộng cho nó dễ thấy thôi chứ không có gì các bạn. Đó. Như vậy trong trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ cộng vào. Trước tiên là Apple Checkbox cộng với cái này. Và tương tự như vậy thì copy paste cái này ra. Chỉ cần mình hiểu một cái và mấy cái sau thì mình sẽ tự làm được. Chỗ này thay vì là checkbox của Apple thì mình là sẽ là mango. Thì chỗ này mình chỉ đổi lại cái gì? Mango chỗ này. Chỗ này là P. Thì mình đổi lại chỗ này thành P. Rồi. Listen xong rồi đó. Chạy lại coi. Bây giờ dưới này không có gì ha. 1 2 3 nhấn chữ M. Nhấn chữ M. Mà mình muốn xài chữ M thì giống như hồi nãy thầy nói, trên menu này muốn dùng thì phải nhấn gì? À, nhấn Alt vào, Internet vào. Được chưa? Như vậy bài lab 1, bài 1 của mình xong chưa? Dễ hay khó? Code có sẵn rồi mà khó gì? Code có sẵn ở nhà, code chạy phà phà rồi mà khó gì? Ok. Như vậy là giờ là bài này trọn 3 điểm được chưa? À? Hy vọng là hôm sau là trọn 3 điểm phần này nha. Bởi vậy người ta nói là nếu như mà các bạn không phải là sinh viên của Poly, các bạn không phải là sinh viên của FPT, các bạn nhìn vô nó rất là kỳ. Đề cho trước, lab giải luôn. Thậm chí assignment của các bạn của cái môn học này thầy giải luôn.
Đúng không? Đó, đối với các trường khác kiểm tra là phải nghiêm túc, còn trường mình là từ đầu đến cuối không có kiểm tra. Thi là phải lên thi, có giám thị, có ra đề, phải canh thi. Còn trường mình gần như không thi, đúng không? Điểm buổi cuối cùng biết luôn rồi, lên làm một cái đề test đúng điểm đó, ký tên về, hết, không có thi cử gì hết đấy. Hay là chỗ đó đó.